lên men 45 kg glucose, thu được V lít. Thế thì bây giờ là kg V lít thì mình đổi này là về 0,8 kg trên lít được không ạ? Nhớ rồi, quá trình lên men là 80%, giá trị V bằng bao nhiêu? Thế vậy ở đây ta có là kg tấn tại yến nhá. Kg tấn tại yến mình coi nó như gam, tính nó bình thường. Được không ạ? Một glu nó sẽ ra được là hai thằng ethyl alcohol. Hiệu suất là 80%, 80 phần 100 là bằng 0,8. Được chưa? Kg tấn tại yến mình coi như gam thì toán bình thường, mình đỡ phải đổi. Vậy ta sẽ có là 45 kg thì ta sẽ tìm được số mol. 45 chia 180 bằng 0,25 mol. Vậy từ đó mình sẽ suy ra được số mol của CH5H nhá. 0,25 nhân 2 chia 1 bằng 0,5. Thuận thì mình nhân hiệu suất, các em nhìn thấy mũi tên chữ thuận chưa? Nhân 0,8 bằng 0,4. Được không ạ? 0,4 mol CH5H. Thế tìm được 0,4 mol CH5H rồi, ta sẽ tìm được khối lượng của C2H5OH nguyên chất bằng 0,4 nhân 0,8 bằng 3,2. Chỗ này là 3,2 kg. Được không ạ? Mình ra 3,2 kg rồi thì tới đây ta sẽ tìm được V theo đơn vị lít. D bằng M chia V. Vậy V bằng M chia D. Được không ạ? V bằng M chia D. M đây ta là bằng 3,2 kg. D là 0,8 kg trên lít. Đúng không? Đúng không ạ? Đấy. Vậy ta sẽ có 3,2 chia 0,8 xem nào. 3,2 chia 0,8 bằng 4. Bằng 1. Được không ạ? Đấy, xem nhá. 45 này chia 180 này. Nhân 2 này, nhân hiệu suất là 0,8 này. Nhân 46, chỗ này thì chưa nhân 46. Đây là 0,4 sao? Chỗ này thì chưa nhân 46, chỗ này nhân 46, thầy nhân lỗi. Úi giời ơi. May mà thầy bấm lại, không lại trở thành thanh niên lùa gà. Chúng nó lại kêu thầy đi lùa gà. 0,4 nhân 46, khi mà thầy tính lùa kiểu vậy là rất nhiều họa mi là ngậm thin thít tiếng gáy, đúng không? 18,4 chia 0,8. 18,4 chia 0,8 bằng 23. 23 lít nhá. Vậy chỗ này nếu điền thì mình phải điền là 23. Bạn nào điền 23.000 là sai bởi đề bài hoặc đơn vị lít. Được không ạ? Vậy đáp án chính xác của chúng ta là 23 lít các em nhá. Các em không được điền đơn vị đâu nhá.